Chào tất cả anh em mình là Tài Bất Độ Hôm nay mình làm clip lên sóng vài em xe Vừa mới về tại shop mình Đầu tiên là con năm 5 2 Nhưng mà rất tiếc là con này đã có một chủ nhân Đặt rồi anh em nhé Mình vừa lên ảnh ở Zalo Facebook cái thì em trai đã vào Nhắn tin và chốt đặt ngay rồi Tiếp theo nữa là con dòng ba em nhé Con dòng 3 2017 Và tiếp theo nữa là con năm 5 3 Màu xám vàng em nhé con này là màu đặc biệt anh em ạ, rất đẹp luôn. Cái con này đắt hơn bản bình thường 4 triệu cơ anh em ạ. Và con này cũng lên được những đồ chơi tương đối là cơ bản rồi. Thì mình sẽ đi lần lượt cho anh em nào chưa xem những cái clip cũ mình đang bán mấy con xe như CBR 600 f hoặc là Z800 nhá. Thì mình sẽ nói qua thôi, còn anh em nào chốt con nào thì sẽ nhắn tin chi tiết cho mình vào Zalo hoặc là Facebook của mình thì mình sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh em nhé. Đầu tiên là con CBR 650 f Sport Twin con này là con của Honda 4 máy Giá bây giờ thấm nhất bây giờ luôn Và con này lên đồ chơi thì quá nhiều luôn anh em nhé Đây Trợ lực tay lái này Full thật ốc Titanium anh em nhé Đây, em nhìn này Tất cả những chi tiết này đều là ốc Titanium hết nhé Đó. Từ những cái con ốc nhỏ nhất cũng Titanium luôn Miếng dán ốp bình xăng Bảo vệ lốc động cơ này full thì ta đi anh em nhé chống đổ này trước mặt anh em là cái kính gió Đây, kính gió độ luôn anh em nhé lốp sau là lốp Michelin 180 w 4 anh em nhé dè bùn là ốp carbon này. carbon là carbon fiber anh em nhé bô cam vít cổ lối titanium luôn em nhé em không cảm thấy vì là xe để tự nhiều quá nên là không có góc để quay đó con này là cả ra biển này, cả lên đồ chơi. Như con này là gần 300 củ em nhé. Và bây giờ shop mình bán rẻ hơn khoảng 100 triệu. Đó, anh em nào muốn biết giá chi tiết thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Tiếp theo nữa là Z800 2016. Con này thì đồ chơi cũng tương đối là nhiều rồi. À, cặp tay côn tay thắng Adeline này. Bộ SC Carbon này. Lốp sau Michelin 190 này. Bảo vệ két nước này. Đó, tổng lại tương đối là cũng đầy đủ rồi em nhé. Con này thì mình bán hơn 180 triệu Anh em nào mua thì cứ nhắn tin chi tiết mình Con giờ năm vừa hai này thì bán rồi Con Winner này thì trước mình giao cho anh em là 25 cổ của em nhé 25 cổ con Winner này Và bây giờ mình sẽ quyết định hạ giá Tại vì là cũng tương đối lâu rồi Con này thì tương đối là zin và ngon Và bên mình đã lên dàn tem là HP4 của PMW Anh em nhìn dàn tem rất đẹp và con này bê về shop mình bán là 23 triệu 500 anh em nhé 23 triệu 500 cho ra đi luôn mối tình con này luôn 2017 em nhé không phải 2016 đâu Đó anh em nào chốt thì cứ nhắn tin mình mình gửi chi tiết cho anh em xem Tiếp theo là con dòng mà 5 V3 đi Con này là bản màu vàng xám rất đẹp anh em ạ Cái bản này thì rất được nhiều anh em săn luôn Con này đẹp cực kỳ luôn Con này mình còn chưa lên cảnh chưa Con này ở đâu có 7.000 thôi Con này siêu lướt luôn anh em nhé đồ chơi cũng tương đối đủ rồi này bô móc em nhé cái bô móc đã hơn một triệu này à, chống đổ này à, xi nhan nét này đó kẹp điện thoại này à, bát biển số này bát biển số này. xi nhan này cắt đuôi rồi đó bình dầu này tóm lại con này những cái đồ chơi cơ bản đấy hết rồi cái bô này đã là cây bô móc em nhé cái tiền móc là, là như chủ xe bảo mình là một triệu gì đấy âm thanh cũng rất là ok còn anh em nào muốn lên bộ độ thì bên mình sẽ hỗ trợ giá tốt cho anh em nhé đó đồ chơi tương đối đủ luôn Chấm đổ phố trước này con này thì shop mình bán cho anh em là hơn 60 triệu một chút thôi đó khoảng 61 triệu anh em nhé tại vì con này là bản đặc biệt cái màu này nó đắt hơn cái màu bình thường khoảng 4 triệu và con này bên mua rất mua cũ còn không có nhiều luôn tiếp theo nữa là con dầu năm vừa ba màu đen này con này cũng 2019 cũng có chống đổ cũng có xi nhan nét em nhé chưa cắt đuôi con này thì anh em nào chốt bên shop mình bán 58 triệu 500 tiếp theo nữa là con giờ 3 2017 em nhé giờ 3 2017, độ bua cao rồi anh em nào chốt thì cứ nhắn tin chi tiết thì mình sẽ gửi full ảnh em xem con này bên mình bán hơn hơn 80 triệu một chút thôi Đó, hơn 80 triệu thôi. Tiếp theo là con MT03 lên full dàn nào carbon 5D. Đó, anh em nhìn này. Con này đồ chơi cũng tương đối nhiều luôn em nhé. Bảo vệ cái nữa này, chống đổ này. Lốp sau là Michelin 150 này. À, xin trước sau này. À, Bo Akamovic này. Đó, tương đối đầy đủ rồi. Bây giờ đang là hơi 6 giờ sáng này, giọng của mình nó vẫn chưa được chuẩn lắm. Anh em nghe thông cảm nhé. Đó. Shop mình hiện tại là đang hết đi xe tơ. và vừa rồi về được mấy con xe tơ nhưng mà anh em mua hết luôn rồi tại vì không kịp lên sóng phụ của anh em luôn thì anh em nào có nhu cầu mua bán xe thì cứ add zalo uh, của mình này hoặc là vào fan tốt nhất là vào fanpage hoặc là facebook của mình theo dõi hoặc là bấm thích trong fanpage của mình hoặc là facebook của mình ấy. thì mình sẽ cập nhật xe thường xuyên luôn lên sóng thường xuyên về con nào up lên luôn thì uh, anh em sẽ kịp mua những chiếc xe mà mình chưa kịp lên video anh em đã mua được rồi đó anh em nào có nhu cầu bán xe hoặc là có ai bán xe giới thiệu cho mình nhé ok cảm ơn tất cả em xem clip mình nhé